Nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, ngày mùng 8 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã mở cửa triển lãm trực tuyến với tên gọi Ký ức Hà Nội. Triển lãm giới thiệu với công chúng nhiều tác phẩm đặc sắc nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do nhiều thế hệ họa sĩ sáng tác. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, bột màu được chia theo 3 chủ đề chính. Hà Nội kiên cường trong kháng chiến thể hiện rõ nét qua các tác phẩm như Hà Nội kháng chiến, Thủ đô kháng chiến, Chiến lũy. Các tác phẩm Hà Nội đêm giải phóng, Phố hàng đường, Giải phóng thủ đô theo chủ đề Hà Nội hòa bình. Sau khi hòa bình được thiết lập, không khí náo nức rộn ràng của Hà Nội trong các dịp lễ hội hay nét hào hoa thanh lịch và vẻ đẹp lao động của người Tràng An được các tác giả khắc họa qua các tác phẩm như Xuân Hồ Gươm, Bác Hồ vui Trung thu hòa bình năm 1955 hay Trong lò than nhà máy Điện Yên Phụ. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, bảo tàng phải thực hiện những việc giãn cách. Vì vậy chúng tôi đã lựa chọn cái triển lãm trực tuyến. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cái triển lãm Ký ức Hà Nội với 25 tác phẩm tiêu biểu của Hà Nội trong thời điểm lịch sử để giúp cho công chúng yêu nghệ thuật trong nước và bạn bè quốc tế quay lại với những ký ức của Hà Nội xưa trong những thời điểm lịch sử của thủ đô Hà Nội. Mặc dù triển lãm theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn thu hút đông khách tham quan do cách trưng bày các tác phẩm khiến người xem dễ tiếp cận. Khán giả đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm mặc dù ở xa Hà Nội. Triển lãm Ký ức Hà Nội mang tới cho công chúng một món quà ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Thu Hà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, xa Hà Nội, xa quê hương Việt Nam đã 34 năm rồi. Vì dịch cúm Covid 2 năm, Thu Hà không được về quê hương. Đó là cái nỗi rất là nhớ nhung da diết về Hà Nội, về thủ đô Việt Nam. Và hôm nay đây rất là vui là Thu Hà lại được xem triển lãm tranh về Hà Nội rất là đẹp. Những cái bức tranh về kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội kháng chiến. Nhớ về Hà Nội thì lại xem qua báo mạng. Đó là một cái niềm rất là vui và hạnh phúc đối với Thu Hà. Triển lãm được giới thiệu trên Facebook và website chính thức của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vnfarm.vn.